sư tử. Nhưng mà Malaysia có con hổ. Con hổ đại Malaysia đại diện dũng cảm. À, dũng cảm nha. Sau đó là một cái con sao, một cái mặt trắng á. Malaysia là quốc gia Hồi giáo. Ồ, có thấy năm cái kiếm và bốn màu khác không? Malaysia ở đây bây giờ tổng cộng có 9 cái này gia đình hoàng gia. À, Royal Family, gia đình hoàng gia. Chờ một chút ha, sang nhà của ông xã Vicky tham quan. À, 1, 2, 3, 4, 4 mà tiểu bang khác này không có gia đình hoàng gia. Lý do á, bởi vì là người Anak, người ta ha là phát triển có 4 cái tiểu bang này. Bao gồm á, cái này là Penang, Sabah, Sarawak ở miền đông Malaysia. Còn một cái nữa là cây này, tên là Melaka. Chiều nay mình có sang di chuyển Melaka bên kia hay là cho tham quan khu phố cổ này. Ok, hồi đó Singapore ở đây, bởi vì Singapore bye bye Malaysia, sau đó mình ha là bỏ ra Singapore, thêm vào ha là quốc hoa của quốc gia Malaysia là hoa dâm bụt. Ok, Bersekutu Bertambahutu, phấn dịch lái tiếng Việt Nam là toàn kết, toàn kết, đại toàn kết. Dạ, yeah, đúng rồi. Tại sao Malaysia mình dùng hoa dâm bụt này ha làm quốc hoa? Bây giờ mình vào trong Vicky giới thiệu cho biết sao nữa. Rồi, xin mời theo cơ. Ngày thứ ba đại Malaysia rồi. Chắc là các anh, các chị xinh gái đẹp trai có biết người Malaysia làm cái gì cũng lại chậm quá. Ok, sau đó là cũng người thôi. Ok, bởi vì ở bên đây nắng quá, mình không thích đi đồng nhiều quá. Sau đó ở bên đây ha, mình rất là ít ha, là làm đồ mới. Phát hiện đồ mới không có đâu. À, nhưng mà ha là môi trường của mình có cái gì, mình chỉ dùng đồ này thôi. Bao gồm hoa dâm mục này. Hoa dâm mục này ha là sáu hơn hoa dâm mục Việt Nam đúng không ạ? À? Hoa dâm bụt Việt Nam to quá, đẹp lắm. Sau đó là có màu đỏ, à, màu vàng, màu hồng, màu trắng nữa, đúng không? Nhưng mà tại sao Malaysia ha lại dùng hoa dâm bụt nhỏ xíu này ha làm quốc hoa của Malaysia? Lý do là bởi vì mình thấy cây này á chắc là bình thường phải không? Nhưng mà cái này là có tác dụng. Ví dụ á, hoa này người Malaysia ha dùng hoa này ha là làm đồ ăn. Người ở bên đây rất là thích ăn bánh á. Nhưng mà bánh này hồi đó không có hóa chất. Người ta thích làm bánh đẹp đẹp phải không? Người ta dùng hoa này làm nứt màu đỏ thôi. Sau đó là cho bánh ha là đẹp hơn. Dạ, đúng rồi. Cái này là thứ nhất. Thứ hai nữa, người Malaysia, đại Malaysia ở đây ha rất là hay xài thảo dược. Sau đó nếu mà có trẻ con bị sốt á, mình dùng lá này á đi nấu á, sau đó là tắm cho con thôi. Khoảng 1-2 tiếng đồng hồ ha, cái này ha là ok rồi. Dạ yeah, đúng rồi. Nhưng mà loài đài Việt Nam xài được không? Nhiều lắm. Không được. Không được. Đây sao? Bởi vì là loài khác nhau thôi. Khác nhau. À đúng rồi. Nhìn thấy là giống nhau nhưng mà chắc chắn nghiên cứu ha là loài khác nhau. Dạ yeah, đúng rồi. Sau đó nhìn thấy là 66 nhưng mà là tác dụng nhiều thôi. À đúng rồi. Ok. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi thẳng vào trong bên kia. À. Vicky á, dẫn các anh các chị xinh gái đẹp trai vào nhé. Tại vì cái này ha là có liên quan và thiết kế của người Hồi giáo. Tại sao tất cả nhà thờ Hồi giáo phải có cú tỏi? Nhưng mà cú tỏi này không phải bằng nhau cái này, nhưng mà cái chân kia là có tròn tròn cái này thôi. Lý do hồi đó là người ta chưa có kỹ thuật, chưa có loa, người ta chưa có micro. Nhưng mà ha là đặt thời gian, ôi thời gian cầu nguyện rồi. Bởi vì một ngày cầu nguyện 5 lần phải không? Sau đó ha là hồi đó người ta đặc biệt là một cái tòa tháp, sau đó ở trên kia là một cái loa to. Đang thời gian á, đến rồi á. Hồi đó chưa có đồng hồ, người hồi đó thế nào tính mấy giờ? Kêu người đứng bên kia là thấy cái này là bao nhiêu xa, tính thời gian hoa tháng á. Dạ đúng rồi. Sau đó ha là ở tháp bên kia dưới á, có thầy á là bắt đầu ha là đọc kinh á. Ok. Sau đọc kinh ha là cái này âm của thầy này ở dưới kia phản xạ lên trên từ loa bên kia ra sang bên ngoài. Theo nghiên cứu ha là loa tự nhiên này ha, ok, là sang được xa ha là khoảng 1,5 km thôi. Bao gồm đang người ha vào trong nhà thờ Hồi giáo chuẩn bị ha là đi cầu nguyện. Nhưng mà không có micro, không có loa, người ta đặc biệt thiết kế cái này tròn tròn. Đang thầy đọc kinh ở dưới đây. Nhưng bây giờ các anh các chị nghe Vicky nói bình thường thôi, nhưng mà nghe được không? Tại sao? Bởi vì âm Vicky phản xạ lên chân, sau đó là quay lại. Người ở trong nhà thờ có cú tối này, tất
cả hạ có nghe được hết thôi. À đúng rồi, cái này là kỹ thuật từ nhìn thiên nhìn hỏi đó. Cái này là lý do tại sao tất cả nhà thờ Hồi giáo phải có cú tỏi nhộng cái này không? À đúng rồi, ok. Rồi, sau đó là phía trước ở bên đây mình có thấy một cái hồ nước á. Hồ nước ở trong kia ha, mình có cái này hoa sen phải không? Dạ, nhưng mà hoa sen này ha là đặc biệt. Tại vì hoa sen là hoa thiết không? À đúng rồi. Tiếp theo nữa ở phía trước bên kia, cái này là từ bỏ. Nếu mà ai có thích chụp hình ha, là đi thẳng, đi từng đài chiến thắng bên kia, chụp lại rất là đẹp rồi. À, đúng rồi. Kia chụp lại.